Xin chào 500 anh em, chúng ta cùng trở lại với nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì mới thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi khám phá. Hùng Dũng làm đội trưởng, Công Phượng làm đội phó đội tuyển Việt Nam. Trận Việt Nam đấu Trung Quốc được giữ nguyên giá vé cho 20.000 khán giả. Ra thấy khủng và gu thời trang sành điệu của nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan được Forbes vinh danh. Ngay sau khi kết thúc buổi tập đầu tiên sau khi hội quân vào ngày hôm qua, toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiến hành bầu lại ban cán sự mới. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn tiền vệ Hùng Dũng làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Công Phượng và Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò đội phó. Sự thay đổi này xuất phát từ quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo khi muốn thổi làn gió mới giúp tuyển Việt Nam tạo ra sự mới mẻ trong thời gian tới. Dự kiến tuyển Việt Nam sẽ có một tuần tập luyện trước khi sang Australia để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 27 tháng 1. Sau khi kết thúc trận đấu này, toàn đội sẽ trở về Việt Nam để tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 2. Ngày hôm nay 14 tháng 1, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số ban ngành có liên quan đã họp để bàn về công tác tổ chức trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 tới. Một quan chức ngành thể thao cho biết, sân vận động Mỹ Đình sẽ mở cửa đón 20.000 khán giả vào cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó, VFF dự kiến sẽ giữ nguyên 4 mức giá như trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và gặp đội Ả Rập Xê Út là 1,2 triệu đồng trên một vé, 900.000 đồng, 700.000 đồng và 500.000 đồng. Theo kế hoạch ban đầu, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam dự kiến tổ chức giải điền kinh tiền SEA Games 31 từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, với tình hình thực tế hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn còn khá phức tạp, thì quá trình chuẩn bị sẽ rất gấp gáp. Theo kế hoạch ban đầu, 200 vận động viên phong trào này sẽ được tạo điều kiện để thi đấu ở giải tiền SEA Games 31. Do đó, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ điều chỉnh thời điểm tổ chức giải điền kinh tiền SEA Games 31 với lịch mới được diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Ngay sau giải này, các vận động viên có đúng 2 tuần để bước vào thi đấu chính thức ở SEA Games 31. Sau hơn 4 tháng ban hành quyết định thành lập Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, tổ chức này đã nhận quyết định bãi bỏ với lý do không đảm bảo quy định. Lý do là việc thành lập và tổ chức hoạt động của Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa không đảm bảo theo quy định tại điểm B khoản 4 điều 5 Nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này. Công an tỉnh Thanh Hóa thu hồi con dấu của Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa. Theo cuộc khảo sát của hãng tin News Corp cho thấy 83% người Australia không muốn Novak Djokovic thi đấu tại Úc mở rộng 2022. Kết quả này được công bố hôm 13 tháng 1, một ngày trước khi Bộ trưởng Di trú Alex Housecare được cho là sẽ thông báo quyết định về visa của Novak Djokovic. Đội ngũ cố vấn của tay vợt số 1 thế giới đang chuẩn bị cho tình huống xấu xảy ra. Nếu bị hủy visa, Nole sẽ lập tức kháng cáo lên tòa và hy vọng vụ kiện được xử lý trước thứ Hai ngày 17 tháng 1, ngày khởi tranh Úc mở rộng 2022. Tuy nhiên, truyền thông Australia cho rằng quyết định của Bộ trưởng khi sử dụng quyền lực cá nhân rất khó bị đảo ngược bởi tòa án. Ra thế khủng và gu thời trang sành điệu của nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan được Forbes vinh danh. Madam Pang, tên thật là Nua Phanlamsam, 55 tuổi, đang là giám đốc điều hành của công ty Muang Thai Insurance Public. Đồng thời, bà cũng là chủ của câu lạc bộ Port ở Thái Lan. Bà được giao phó chức trưởng đoàn đội tuyển quốc gia nam nữ và U23 Thái Lan. Mới đây, tạp chí Forbes đã lần đầu công bố danh sách 50 over 50 Asia 2022. Để vinh danh 50 người phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có tầm ảnh hưởng lớn, Madam Pang chính là nhân tố giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Với tầm ảnh hưởng của mình, bà đã làm việc với các câu lạc bộ trong và ngoài nước để giúp cho huấn luyện viên Mano Polking có được lực lượng mạnh nhất. Ngoài ra, bà còn thưởng số tiền hàng tỷ đồng cùng các hiện vật đắt tiền như túi sách Dior, đồng hồ Rolex, iPhone 13. Tốt nghiệp Đại học Boston tại Mỹ, Madam Pang là chủ tịch của đội bóng đá hàng đầu Thái Lan là Port Football Club và gia tộc của bà sở hữu Kasikorn, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan. Bà là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lam Sam, mang dòng máu người Hoa đầy quyền lực, với tên gọi đã đồng nghĩa với sự giàu có trong tiếng Thái. Gia đình Lam Sam thành lập công ty Kasikorn là một trong những nhà băng lớn nhất Thái Lan. Cây banh sở hữu khối tài sản 98 tỷ đô la Mỹ và nhiều khoản đầu tư, trong đó có các hãng bảo hiểm lớn. Anh họ của Madam Pang là Bathor Lam Sam, người đang giữ chức tổng giám đốc điều hành của cây banh.
gia đình ông được Forbes xếp hạng thứ 36 trong danh sách những gia đình giàu có nhất tại Thái Lan, với tài sản ròng rộp lên đến 860 triệu đô la Mỹ. Madam Pang sinh năm 1966 tại Bangkok. Bà tốt nghiệp ngành marketing của Đại học Chulalongkorn. Sau đó bà học thạc sĩ tại Đại học Boston. Bà kết hôn với đại tá Narat Savetanan, một tổng cục trưởng của quân đội Thái Lan. Người phụ nữ với phong cách lịch lãm đã tạo dấu ấn trong nhiều ngành công nghiệp Thái Lan. Bà từng là gương mặt đại diện trong chiến dịch xây dựng thương hiệu nổi bật nhất của công ty gần đây, mang tên là Bilip Pang, khiến chân dung của bà xuất hiện dày đặc trên các ấn phẩm và bảng quảng cáo trên cả nước. Không chỉ điều hành công ty, bà còn phá vỡ truyền thống nam giới thống trị lĩnh vực thể thao. Bà cho biết, bóng đá là niềm đam mê chính của mình và việc quản lý đội bóng đá quốc gia nữ là vị trí gần với trái tim bà. Nữ doanh nhân từng thú nhận, bình nghiện mua sắm và là một trong những người đầu tiên nhập khẩu các sản phẩm thời trang xa xỉ. Madam Pang Nua Phalamsam, công ty phân phối sản phẩm Hermes ở Bangkok. Bà còn là đồng sở hữu của Mr. Technic, nhà phân phối chính thức của thương hiệu xe hơi Audi ở Thái Lan. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, người phụ nữ quyền lực vẫn dành thời gian chia sẻ phong cách của mình trên các trang mạng xã hội. Ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam này, huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên 5 tiền đạo gồm Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Hải và Thanh Minh. Tuy nhiên, trước ngày tập trung, ông Park nhận tin không vui khi hai tiền đạo Tiến Linh và Văn Toàn dương tính COVID-19. Như vậy, trong tay ông hiện chỉ còn 3 tiền đạo, đó là Thanh Minh, chưa từng ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam. Anh chỉ ghi dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam bằng pha lập công vào lưới U23 Myanmar, giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào vòng chung kết U23 châu Á. Còn Tuấn Hải chủ yếu dự bị. Tuy nhiên, trong khi Tuấn Hải ít nhiều còn có kinh nghiệm thi đấu ở V-League khi thể hiện tốt dưới màu áo câu lạc bộ Hà Tĩnh và vừa được câu lạc bộ Hà Nội ký hợp đồng ở mùa bóng 2022, thì Thanh Minh chỉ mới ra sân tại giải hạng nhất với 23 lần. Trước đó, ông Park đã mất Hà Đức Chinh vì bị chấn thương trong trận đấu gặp Thái Lan ở AFF Cup 2020. Như vậy, hiện tuyển Việt Nam không có tiền đạo cắm đúng nghĩa theo sơ đồ 3-4-3 mà huấn luyện viên Park Hang-seo thường sử dụng thời gian qua, bởi Công Phượng không phải mẫu trung phong có thể tì đè và làm tường tốt như Tiến Linh hoặc Đức Chinh, nhất là trước các hàng thủ có thể hình tốt của Australia hoặc Trung Quốc. Điều ông Park mong muốn nhất vào lúc này là việc Tiến Linh và Văn Toàn kịp hồi phục trước ngày lên đường sang Australia. Theo quy định nhập cảnh của Australia hiện nay, người nước ngoài đến nước này cần đáp ứng 2 điều kiện: tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine được quốc gia này thông qua và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Văn Toàn và Tiến Linh chắc chắn đáp ứng điều kiện đầu tiên vì các thành viên tuyển Việt Nam đã tiêm mũi vaccine thứ 3 trước khi xả trại hôm 4 tháng 1. Hai cầu thủ này chỉ cần cho kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 3 ngày trước ngày 21 tháng 1 là đủ điều kiện sang Australia. Vấn đề là Văn Toàn và Tiến Linh đều cần thời gian hồi phục và chuẩn bị do phải cách ly theo quy định, nên dù hai cầu thủ này xét nghiệm âm tính thì cũng chỉ có thể lên hội quân sát ngày đội tuyển lên đường sang Australia. Điều này đồng nghĩa với việc họ không có thời gian tập luyện để đạt phong độ tốt nhất. Sau trận làm khách tại Australia vào ngày 27 tháng 1, tuyển Việt Nam sẽ trở về để tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 trên sân Mỹ Đình. Hy vọng ở trận này, Tiến Linh và Văn Toàn sẽ trở lại với phong độ tốt nhất để giúp tuyển Việt Nam tìm được kết quả thuận lợi trước đối thủ. Vừa rồi là những tin tức thể thao cũng như những câu chuyện bên lề mà Nhịp Đập Thể Thao ngày hôm nay đã mang đến cho 500 anh em. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em trong những bản tin tiếp theo.